Xin chào cả nhà mình. Lại trở lại với kênh Thìm Bonsai. Hôm nay Thanh Tình sẽ tỉa một số cây để cho nó gọn gàng để chuẩn bị cho ngày Tết quý vị nhé. Thì hôm nay Thanh Tình lại chia sẻ đến quý vị về cái xả đi để làm một cái cây phôi của cái trên một cái gốc da. Hiện bây giờ đang Tình đang đứng một chiếc gốc da quý vị ạ. Thank you.
Quý vị thấy cây da này rất là khủng quý vị ạ. Có cái bộ đế ôm đá rất là ok quý vị. Có một cái bộ đế nằm trên ẩn trên một ôm cục đá lớn. Tây Tình vừa xả sơ cái bố cục của một cái cây da. Thì cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi cái kênh Tây Tình Bonsai. Thì Tây Tình sẽ tiếp tục truyền tải đến quý vị về cái cách để mà chọn để tạo cho những cái gốc da cũng như là gốc xanh hoặc như là gốc bonsai quý vị nhé. Tất cả các loại cây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.